Annyeonghaseyo, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh channel của Mì Channel, vừa xinh đẹp vừa dễ thương. Mèo đùa thôi, hôm nay mẹ sẽ có một thông báo dành cho mọi người là bắt đầu từ ngày mai, mẹ sẽ livestream ở bên Nono Live. Mẹ sẽ lên đó stream cùng với Dead Host và mẹ sẽ stream ngược ngày với Dead Host. Dead Host sẽ stream vào những ngày là 1, 3, 5, 7 của tháng. Còn mèo thì mẹ sẽ livestream vào 2, 4, 6. Nói tóm lại là Dead Host sẽ stream vào những ngày lẻ. Còn mèo thì mẹ sẽ stream vào những ngày chẵn ở trong tháng nha. Và thời gian live stream sẽ là từ 7 giờ đến 8 giờ tối. Và mèo hy vọng là mọi người sẽ qua bên Nono Live xem live stream ủng hộ mèo và Dead Host VN nha. Có rất là nhiều bạn không biết là cách tải Nono Live. Lần trước thì Dead Host cũng đã có hướng dẫn rồi trong cái video thông báo của Dead Host. Nhưng hôm nay thì mẹ sẽ làm lại và mẹ sẽ hướng dẫn lại mọi người nha. Ok, đây là màn hình điện thoại của mèo nó đang nhúc nhích nè. Và bây giờ thì mèo sẽ hướng dẫn mọi người cách tải Nono Live nha. Bình thường thì mèo sẽ dùng cửa hàng tay của mèo để mèo tải những cái ứng dụng trò chơi. Mọi người hãy dùng những cái ứng dụng mà mọi người hay tải trò chơi trên điện thoại của mình. Mình sẽ vô trong đây. Đây là Google Play của mèo. Chúng ta sẽ search Nono Live. No trong từ không ấy, mấy em trong tiếng Anh á. Nono Live. Mình search Nono Live rồi bấm tìm kiếm. Nó sẽ hiện ra đây, Nono Live, mọi người livestream game và mọi video vân vân và vân vân. Rồi sau đó mình sẽ bấm vô luôn đi ha. Đây là cái app chính thức của Nono Live, cũng là app gốc của Nono Live luôn. Chúng ta sẽ nhấn vô cài đặt. Rồi, đợi cái ống của Nono Live, cái ống cài đặt này nó chạy xong thì mình sẽ đó. Điện thoại của mình nó đang tự động cài đặt đây. Mọi người nên đợi chút xíu nha để nó cài đặt xong nha. Chiên chiên, sau khi nó cài đặt xong thì ở ngoài màn hình điện thoại của chúng ta sẽ có cái ứng dụng này đây. Ứng dụng của Nono Live, nó giống hình con của mèo hay sao mình cũng không biết nữa. Mình sẽ nhấn vô. À, đây là cách đăng nhập Nono Live. Mình sẽ cho phép tất cả để cho tiện sử dụng cái ứng dụng này hơn nha. Mình sẽ cho phép Nono Live thực hiện cuộc gọi quản lý cho phép luôn. Rồi đi truy cập máy ảnh phương tiện cho phép luôn. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập bằng Facebook của mình nha. Đăng Facebook cho nó dễ, đăng nhập bằng Facebook. Đó, rất là đơn giản. Rồi, cho phép. Xong xuôi. Nè, mọi người để ý ở phía dưới góc ở bên phải của màn hình nó có một cái phần hộp quà đang nhảy nhảy, mọi người thấy không? Nó để chữ open á. Mọi người mở lên để chúng ta có thể nhận quà hàng ngày. Đó, 2 xu như vậy là có thể tặng cho mèo một like nè để ủng hộ mèo nha. Sau đó chúng ta sẽ lên cái dấu kính lúp ở trên của Nono Live vô phần tìm kiếm. ID của mèo là 122122. Mọi người nhớ nha. Mình sẽ bấm này 122122. Hai lần 122 thì sẽ ra mèo và chúng ta sẽ phải đánh tìm kiếm. Tiếp theo, mèo channel ID 122122. Mèo thì đến level 29 rồi. Tại vì cái ạc này thì mèo tạo để xem livestream của Dead Host, nhưng mà bây giờ mèo sử dụng để livestream luôn. Mọi người nhấn vô mèo channel. Xong, ID là 122122, mọi người nhớ nha. Rồi đây là cái kênh chính thức của mèo ở trên Nono Live, ID là 122122. Và mọi người nhớ là nhấn nút để theo dõi mèo để khi nhà mèo có livestream thì mọi người sẽ nhận được video stream mới nhất của mèo nha. Rồi ok, đó là tất cả những gì mèo cần thông báo cho mọi người. Mèo xin nhắc lại nha. Mèo sẽ livestream bắt đầu từ ngày mai ở kênh Nono Live, ID là 122122. Và mèo sẽ stream vào những ngày chẵn của tháng là 246. Những ngày còn lại là của Red Hood là 1357. Và mọi người từ thời gian là 7 giờ đến 8 giờ. Mọi người hãy nhớ lên Nono Live ủng hộ mèo xem livestream của mèo và Dead Host. Và mèo hy vọng là ngày mai là ngày đầu tiên mèo livestream ở bên Nono Live. Sẽ rất thiết là nhiều người xem livestream của mèo bên đó để cho mèo có động lực stream những ngày tiếp theo nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở bên Nono Live nha, từ 7 giờ đến 8 giờ. Bye bye.